Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắt lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh podcast của Nghe Luôn. Nghe Luôn sẽ đều đặn ra các video vào trưa thứ năm và tối chủ nhật hàng tuần. Như các bạn biết thì để tạo được một kênh YouTube cũng không có khó khăn gì. Thế nhưng mà để xây dựng được những nội dung hữu ích, có giá trị lâu dài và không chạy theo xu thế đám đông thì bên mình cũng phải nỗ lực hết mình. Thế nên các bạn nếu thấy video hữu ích, hãy like, share, comment và subscribe để ủng hộ kênh bên mình nhé. Team bên mình trân trọng và chân thành cảm ơn các bạn. Còn bây giờ mình xin bắt đầu với nội dung của ngày hôm nay. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm thế nào để dậy sớm. Dạo gần đây thì mình thấy rất nhiều bạn quan tâm đến chủ đề dậy sớm để thành công. Minh chứng là các group trên Facebook dậy sớm để thành công hoặc là dậy sớm để đọc sách thì đều có số lượng thành viên tăng lên rất nhiều. Tục ngữ nước ngoài có một câu, đó là con chim dậy sớm sẽ bắt được sâu. Còn Benjamin Franklin thì nói rằng những người ngủ sớm, dậy sớm thì sẽ khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan. Nhưng làm thế nào để dậy sớm và phát huy hiệu quả của dậy sớm thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn những nguyên tắc và những cách thực hành của mình. Thứ nhất, đó là bạn phải ngủ đầy đủ trước khi dậy sớm. Hôm trước thì mình có đọc một bài chia sẻ trên Facebook của một bạn. Bạn ấy post lên thời gian biểu của bạn ấy. Bạn ấy đi ngủ vào 11 giờ đêm và sẽ dậy vào 3 giờ sáng. Sau đó bạn ấy làm rất nhiều việc. Như vậy có nghĩa rằng thời gian ngủ của bạn ấy sẽ là 4 tiếng đồng hồ thôi. Mình không tranh luận về việc ngủ sâu hay ngủ nông, bởi vì một số bạn sẽ nói rằng nếu ngủ ít mà ngủ sâu thì hôm sau ngủ dậy vẫn rất khỏe mạnh và tỉnh táo. Thế nhưng mà chúng ta khó có thể xác định được ngủ sâu và ngủ nông bao nhiêu tiếng. Ngay cả bạn có đồng hồ thông minh để tính toán giấc ngủ sâu nông của bạn thì những con số đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Vậy thì cái gì bạn có thể tính được? Đó chính là tổng thời gian ngủ của bạn. Theo như các bài báo khoa học thì một người lớn sẽ cần từ 7 đến 9 tiếng một ngày để ngủ thì mới gọi là ngủ đủ. Còn một số tờ báo khác thì nói là từ 6 đến 8 tiếng. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng thời gian ngủ hợp lý cho một người lớn trong một ngày tối thiểu phải là 6 tiếng đồng hồ. Mình biết là các bạn nghe và đọc rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng của những người nổi tiếng trên thế giới. Trong đó họ nói rằng họ ngủ rất ít trong một ngày. Thế nhưng mà đó mới chỉ là những gì bạn đọc, chứ không phải là những gì bạn xác thực được, phải không? Và quan trọng hơn nữa, đó là cơ thể của bạn. Thì bạn cần lắng nghe, bạn cần quản lý, bạn cần cảm nhận và chăm sóc nó. Chứ không phải là dập khuôn theo những tấm gương truyền động lực mà bạn đọc được ở đâu đó. Trước khi mà bạn có thể thành công như họ, thì bạn cần phải ngủ đầy đủ để có một sức khỏe dồi dào đã. Nói gì thì nói, sức khỏe vẫn là thứ vốn liếng quan trọng và quý giá nhất của chúng ta, chứ không phải là thành công. Khi chúng ta còn trẻ, thì chúng ta có thể nghĩ rằng 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu. Thế nhưng khi chúng ta có tuổi hơn, lúc đó bạn mới thấy sức khỏe quý giá như thế nào. Lúc đó có thể bạn sẽ ân hận vì những tháng ngày ngủ ít, thức nhiều và tàn phá sức khỏe. Sức khỏe thể chất đã đành, sức khỏe về tinh thần cũng vô cùng quan trọng và nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều nếu chúng ta ngủ ít. Mình đọc cuốn sách Tâm trí 24 giờ thì được biết rằng chúng ta mang những cảm xúc tiêu cực vào trong giấc ngủ, và khi ở trong giấc ngủ thì tâm trí của chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng với những cảm xúc này, sẽ tiếp tục đấu tranh, và như vậy hôm sau khi có một giấc ngủ sâu thì bạn sẽ cảm thấy sảng khoái, thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi mới ra trường thì mình cũng thường ban ngày đi làm và ban tối thì nhận việc làm thêm ở nhà. Có nhiều đêm mình dậy từ 2 giờ sáng làm việc để chạy deadline. Và lúc đó khi mình nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình đang ngủ ngon giấc thì mình cảm thấy thèm khát vô cùng.
Sau này sau khi mà bị chứng rối loạn giấc ngủ khá lâu thì mình cảm thấy vô cùng ân hận. Mình ước rằng cái thời điểm đó mình đã không nhận quá nhiều việc, mình sẽ nhận ít việc hơn để có thể ngủ được 6 tiếng mỗi ngày. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đó là làm thế nào để có thể ngủ từ 6 tiếng một ngày và có một giấc ngủ chất lượng? Hồi còn là sinh viên thì mình ở với nhiều bạn khác nữa, thì mình thấy rằng một số bạn có thể đi ngủ từ 11 giờ đêm hôm trước đến tận 11 giờ sáng ngày hôm sau. Tất nhiên là trong quãng thời gian đó thì các bạn cũng có tỉnh giấc một vài lần. Mình thì không làm được như thế, mình không ngủ nhiều được như vậy. Chính vì vậy mà mình cần phải lựa chọn ra cái khoảng thời gian ngủ tốt nhất cho sức khỏe của mình. Qua thời gian nghiên cứu và thực hành thì mình thấy khoảng thời gian tốt nhất để ngủ đó là 10 hoặc 11 giờ đêm hôm trước đến 4 hoặc 5 giờ ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian này thì cơ thể cần nghỉ ngơi đặc biệt để sản sinh ra những tế bào mới. Và mình đã áp dụng một vài phương pháp sau đây để có thể ngủ đủ giấc, đúng giờ và chất lượng. Thứ nhất là mình tắm nắng hàng ngày. Ngày nào mình cũng dành khoảng 30 phút để đi bộ, đi dạo, tập thể dục hoặc là ngồi dưới nắng trước 6 giờ 30 phút buổi sáng. Bởi vì mình sống ở Sài Gòn nên là sau 6 giờ 30 phút thì ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi chói chang và không còn tốt cho làn da nữa. Vì sao mình lại dành cái sự ưu tiên đặc biệt cho tắm nắng như vậy? Là bởi vì ánh nắng mặt trời sẽ giúp mình cân bằng lại nhịp sinh học. Do chúng ta tiếp xúc quá nhiều với những ánh sáng nhân tạo, thế nên là cơ thể của chúng ta, nhịp sinh học của chúng ta bị rối loạn. Cơ thể chúng ta không nhận ra lúc nào là ban tối cần đi ngủ và lúc nào là ban ngày cần tỉnh giấc. Tác dụng của ánh nắng mặt trời đối với cơ thể và đối với giấc ngủ được mô tả rất kỹ trong cuốn sách Chasing the Sun, theo dấu mặt trời, có trên app nghe luôn. Các bạn có thể tìm nghe. Thứ hai, đó là mình sử dụng kính ngủ và nhạc ngủ. Đây là giải pháp giúp mình rất nhiều trong lúc mình khó ngủ. Kính ngủ sẽ giúp mình chắn những ánh sáng từ cửa sổ hoặc từ các thiết bị điện tử. Mình hay bị tỉnh giấc giữa đêm, và nếu không có kính ngủ thì mình rất khó có thể quay lại giấc ngủ được nhanh chóng. Và nhạc ngủ thì là hiện tại mình đang sử dụng nhạc trên app ngay luôn. Đó là những bản nhạc của tiếng mưa, tiếng sóng vỗ hoặc là tiếng côn trùng kêu. Những bản nhạc mà có âm điệu, giai điệu đều đều như thế này thì rất dễ du mình vào giấc ngủ. Trên app ngay luôn cũng có tính năng hẹn giờ nữa, thế nên là mình thường sẽ hẹn 30 phút khi bắt đầu nhắm mắt vào giấc ngủ. Để đảm bảo cái dạ dày của mình được nghỉ ngơi thì mình cố gắng ăn trước 7 giờ tối. Vì thông thường thì dạ dày sẽ cần khoảng 3 tiếng để tiêu hóa số lượng thức ăn mà chúng ta vừa nạp vào. Thế nên là nếu mà mình ngủ từ 10 giờ tối thì mình sẽ cố gắng ăn trước 7 giờ. Và mình cũng không ăn quá nhiều vào buổi tối, bởi vì cái cảm giác mà khi nằm xuống bụng vẫn phình to ra, nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm sấp đều rất khó chịu thì mình cũng không thể nào ngủ ngon được. Thứ tư, đó là mình không đợi đến khi buồn ngủ thì mới đi đánh răng hoặc bôi kem dưỡng da. Chúng ta thường hay có thói quen là đọc sách hoặc là xem phim, sau đó thì díu mắt lại buồn ngủ. Nếu lúc đó mình mới nhớ ra là mình vẫn chưa đánh răng hoặc mình vẫn chưa skin care gì thì chắc chắn giấc ngủ của mình sẽ bị gián đoạn. Thứ năm, đó là mình đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền để không có bất kỳ một cái thông báo tin nhắn nào, một tiếng tinh tinh hoặc một cuộc gọi nào làm phiền mình trong lúc mình đang ngủ cả. Vừa rồi là những tip mình áp dụng để có một giấc ngủ chất lượng hơn, sâu hơn, đều đặn và đầy đủ hơn. Rất là may khi mà mình áp dụng những cái tip này, và khi mình ngủ từ đúng 10 giờ tối ngày hôm trước thì đến đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau mình đã tự động tỉnh giấc chứ không cần nhờ đến tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Và mình đã làm gì từ 5 giờ sáng tỉnh dậy
các bạn tiếp tục lắng nghe nhé. Bây giờ bạn thử suy nghĩ xem, bạn là cú đêm hay là chim sơn ca? Nếu bạn thường xuyên ngủ muộn thì bạn là cú đêm. Còn nếu bạn thường xuyên dậy sớm, bạn có thói quen dậy sớm thì bạn là chim sơn ca. Có một số người, có một số cú đêm có thể làm việc rất hiệu quả vào buổi đêm. Thế nhưng mà để tốt cho sức khỏe và cũng tốt cho công việc của bạn thì cú đêm hãy cố gắng học cách để trở thành chim sơn ca. Mình cũng rất may mắn vì mình rèn luyện được thói quen dậy sớm từ khi còn nhỏ. Do mình sinh sống ở nông thôn, thế nên là cứ khoảng 5 giờ sáng thì gà đã gáy, chim đã kêu và bố mẹ mình thì đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Thế nên là mình không có khó khăn gì trong cái việc dậy sớm cả. Nhưng mà một số bạn, các bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Thế thì các bạn có thể sử dụng đồng hồ báo thức vào những thời gian đầu cho cơ thể của chúng ta quen dần với nhịp sinh hoạt. Sau đó, các bạn có thể không cần sử dụng đến đồng hồ báo thức nữa. Vậy thì mình đã làm gì sau khi tỉnh dậy? Đầu tiên, đó là mình sẽ cắm một ấm nước để còn pha cho mình một ly trà mật ong chanh gừng ấm. Tiếp theo, mình sẽ ngồi vào bàn làm việc và mình dành khoảng gần một tiếng để làm công việc mà mình cho là quan trọng nhất của ngày hôm đó. Ví dụ như là việc lập kế hoạch chẳng hạn, hoặc là việc sáng tạo nội dung cần sự tập trung cao độ. Mình sử dụng đồng hồ Pomodoro để còn tập trung cao độ nhất. Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 sáng thì như mình vừa nói rồi đấy, mình sẽ đi bộ ra ngoài tắm nắng và mình cũng tranh thủ nghe luôn một hoặc hai cuốn sách trên app nghe luôn. Từ 6 giờ 30 sáng đến 7 giờ sáng thì mình sẽ đi về nhà, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị một bữa ăn sáng rất gọn nhẹ, sau đó thì chuẩn bị đi làm. Mình chọn việc đi làm sớm là để tránh tắc đường và khi đến văn phòng thì mình vẫn có thời gian để thư giãn ở phòng trà một chút và mình có thời gian để nói chuyện, hỏi han đồng nghiệp để tăng lên cái sự kết nối với những người ở trong công ty. Đối với những bạn đã lập gia đình và có con cái rồi thì nếu các bạn có thể dậy từ 5 giờ sáng thì các bạn vẫn có một khoảng thời gian riêng dành cho mình trước khi tất bật lao vào lo lắng cho con cái. Khoảng thời gian riêng dành cho bản thân vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những ai sống nội tâm. Như mình chẳng hạn thì buổi sáng khi mình đi ra ngoài, mình có thể không cần phải nói chuyện với ai cả, mình chỉ ngồi một mình tắm nắng, lắng nghe những cái thanh âm xung quanh của cuộc sống, lắng nghe tiếng gió xào xạc thôi. Mình đã cảm thấy ngày hôm đó mình đã được tiếp thêm năng lượng rồi. Các bạn có thể dành một chút ít thời gian để nghe nhạc, ngồi thiền hoặc là đọc vài trang của cuốn sách cũng rất là hữu ích. Buổi sáng của mình đơn giản như vậy thôi, bởi vì thực ra là mình cũng đã có thời gian nhồi nhét rất nhiều mục tiêu của buổi sáng vào trong một thời gian rất ngắn ngủi. Và sau đó mình cảm thấy mình kiệt sức, mình cảm thấy chất lượng công việc cũng như chất lượng cuộc sống của mình không hề đi lên mà nó còn giảm xuống. Vì thế mình lựa chọn những hoạt động mà mình cảm thấy phù hợp và thoải mái. Mình không ôm đồm và mình cũng không đặt áp lực về việc phải hoàn thành rất nhiều công việc trong một buổi sáng ngắn ngủi. Những bạn nào không lựa chọn buổi sáng làm việc và tập thể dục thì các bạn vẫn có thể dậy sớm để đọc sách, bởi vì đây cũng là một hoạt động rất là hợp lý. Buổi sáng khi đó đầu óc của chúng ta minh mẫn và tỉnh táo nhất để tiếp thu những ý tưởng mới, ý tưởng hay từ sách. Mình có một lời khuyên như thế này: chúng ta vẫn thường tập trung vào những cái giá trị hiện hữu ở bên ngoài. Nhiều bạn sao chép dập khuôn và biến việc dậy sớm để thành công thành một trào lưu, với mong muốn là các bạn sẽ nhanh chóng giàu hơn và giỏi hơn. Nhưng bạn cần phải lắng nghe cơ thể của bạn, bạn cần phải lắng nghe những mong muốn trong nội tâm của bạn để biến dậy sớm thành một thói quen tốt cho cuộc sống và cho hạnh phúc của bạn nữa. Đừng biến dậy sớm chỉ để thành công, mà hãy dậy sớm để hạnh phúc nữa. Các bạn quan tâm thêm về chủ đề này thì có thể là nghe cuốn sách Những người thành công nhất làm gì trước bữa sáng và khóa học tăng năng suất lao động có ở trên app nghe luôn.
Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình podcast lần sau. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.